Xin chào quý vị đang theo dõi trang địa phương huyện Ngọc Hiển phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị, viết tiếp truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, mỗi độ tháng 7, công tác quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Ngọc Hiển lại diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Qua đó, thể hiện sự thành kính tri ân đối với những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh quên mình vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Trang địa phương Ngọc Hiển kỳ này sẽ đề cập những nội dung vừa nêu. Mời quý vị theo dõi. Trải qua những cuộc chiến tranh ác liệt, xương máu của lớp lớp thế hệ ông cha đã thấm đẫm trên từng tấc đất quê hương. Để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, hầu hết các xã thị trấn trên địa bàn huyện Ngọc Hiển đều xây dựng các đài tưởng niệm, nhà bia ghi danh. Những công trình này vừa thể hiện đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc, vừa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Tại xã Tam Giang Tây, nhà bia ghi danh 74 anh hùng liệt sĩ được xây dựng nằm trong khuôn viên trụ sở làm việc của Ủy ban dân xã. Hàng năm, vào các dịp lễ kỷ niệm của đất nước, các bạn đoàn viên thanh niên ra sức vệ sinh, quét dọn, trồng và chăm sóc hoa cây cảnh, vừa đảm bảo mỹ quan xanh sạch đẹp, vừa đảm bảo sự uy nghiêm trang trọng để người dân và thân nhân các anh hùng liệt sĩ đến thăm viếng tưởng niệm tri ân. Hàng năm, em và các bạn ưa lại đây dọn dẹp và cắt tỉa bông tưởng niệm về các anh hùng đã hy sinh. Nhà bia ghi danh lại dọn dẹp cho nó sạch sẽ, cho nó khang trang. Để chuẩn bị cho kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm 2024, thì đối với Ủy ban xã thì cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện về công tác sửa chữa và bảo dưỡng nhà bia, đặc biệt là trong đó dọn dẹp và chỉnh trang lại nhà bia được đảm bảo. Thì đây là cũng là một cái điểm để mình tuyên truyền cho các cái con em cũng như là các cái ghi công lại những cái gia đình mà có người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Công tác tôn tạo, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi danh liệt sĩ cũng được các địa phương trong huyện Ngọc Hiển quan tâm thực hiện. Mỗi năm, từ nguồn ngân sách và nguồn lực xã hội hóa, các địa phương đã chỉnh trang, tôn tạo, sơn sửa lại nhà bia ghi danh, xây dựng nơi đây trở thành địa chỉ đỏ để sinh hoạt giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Nhằm đảm bảo cho nhà bia xanh sạch đẹp, thì xã cũng có phân công là cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hàng tuần là tổ chức dọn vệ sinh, rồi trồng thêm cây bông hoa để đảm bảo cho cái khuôn viên là luôn xanh sạch đẹp. Hiện nay, 7 trên 7 xã thị trấn của huyện Ngọc Hiển đều đã xây dựng các nhà bia ghi danh, vinh danh hơn 450 anh hùng liệt sĩ, đã anh dũng hy sinh để đổi lấy độc lập tự do cho dân tộc. Dịp lễ 27 tháng 7 hàng năm, địa phương đều tổ chức lễ thắp nến tri ân, qua đó bồi đắp tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Mỗi khi đứng dưới chân các đài tưởng niệm, nhà bia ghi danh liệt sĩ, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ tưởng nhớ công lao, những hy sinh mất mát của cha ông để giành độc lập cho đất nước mà còn cảm thấy tự hào, để rồi lấy đó làm động lực, nuôi dưỡng ý chí quyết tâm, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chăm lo cho gia đình chính sách, người có công có được mái ấm khang trang, an cư lạc nghiệp là mục tiêu mà huyện Ngọc Hiển chú trọng thực hiện trong suốt thời gian qua. Những ngôi nhà tình nghĩa liên tiếp được khởi công dựng xây, đưa vào sử dụng đã tiếp thêm niềm vui, động lực để đối tượng chính sách, người có công vượt khó ra sức phát triển kinh tế. Sau 10 năm sử dụng, căn nhà tình nghĩa của thương binh 3/4 Nguyễn Bá Dạng đã sập sệ, xuống cấp. Đầu tháng 6 năm nay, gia đình ông được địa phương hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà. Cùng với số tiền tích góp, ông Dạng đã xây được ngôi nhà mới chắc chắn với tổng diện tích hơn 40m², dọn vào ngôi nhà ấm áp nghĩa tình. Vợ chồng ông không giấu được niềm vui. Nhà nước hỗ trợ cho được cái nhà gì đó thì gia đình rất mừng nhà nước. Ở trên có hỗ trợ cái gì thì ở ủy ban xã hoặc là địa phương nó cũng đưa cho tới mình thôi. Thuộc diện con của liệt sĩ, ông Trần Văn Nghĩa được địa phương hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng lại nơi ở ổn định thay cho ngôi nhà cũ kỹ chật hẹp trước đây. Những ngày này, gia đình ông góp sức cùng với nhà thầu gấp rút thi công để sớm hoàn thành căn nhà mới, phấn đấu đưa vào sử dụng trước kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Được căn nhà gì cũng mừng, vui, phấn khởi. Để phấn khởi sau này làm ăn để được tiến lên.
công tác chăm lo cho những gia đình đang khó khăn về nhà ở. Thì hiện nay thì trên địa bàn xã cũng đang thực hiện xây dựng, hỗ trợ xây dựng cho 5 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, thì cũng đang xây dựng và đã xây dựng hoàn thành xong 2 căn, còn 3 căn thì đang trong quá trình xây dựng, còn sửa chữa thì cũng đã sửa chữa xong 3 căn và đưa vào sử dụng. Thì cơ bản cái công tác chăm lo cho về nhà ở cho các gia đình chính sách thì luôn được đảng và nhà nước quan tâm. Năm nay, từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa và nguồn lực của địa phương, Quyền Ngọc Hiển triển khai xây dựng và sửa chữa 41 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ xây dựng mới là 21 căn và sửa chữa 20 căn. Trên địa bàn Quyền Ngọc Hiển hiện còn nhiều gia đình chính sách, người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở. Các địa phương trong huyện ra sức chăm lo, tạo nơi ở ổn định để đối tượng chính sách yên tâm phát triển sản xuất, xây dựng quê hương và phát huy truyền thống cách mạng của gia đình. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thương binh tàn nhưng không phế. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Ngọc Hiển đã có nhiều thương binh, bệnh binh luôn phấn đấu vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua trên mặt trận lao động sản xuất. Nhiều người đã trở thành gương sáng tiêu biểu thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no. Và thương binh 4/4 Tăng Thị Dân ở ấp Tân Tạo, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển là một trong những điển hình như vậy. Đầu năm 1965, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bà Tăng Thị Dân đã tham gia vào công tác quân trang ở huyện Cái Nước. Trong một lần tham gia sưu tầm những vật dụng để tái chế làm quân trang sau trận đánh ở chi khu Năm Căn, bà bị trúng đạn, gửi lại một phần máu xương của mình nơi chiến trường. Chiến tranh kết thúc, bà Dân lập gia đình và về Ngọc Hiển sinh sống, trở về đời thường với hai bàn tay trắng, cùng thương tật trên cơ thể thường xuyên tái phát, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, lao động và sinh hoạt thường ngày. Nhưng bằng đôi bàn tay, ý chí và quyết tâm vươn lên, bà Dân cùng chồng đã làm đủ nghề để phát triển kinh tế. Mình đánh Mỹ được, thống nhất nước nhà rồi, cô suy nghĩ là thôi bây giờ mình cố gắng vươn lên để nuôi con học cho nó có cái văn hóa để mà sao nó giúp cho xã hội đó. Rồi cô là cô mơ ước gì, thành ra cuối cùng thì con cô nó cũng thành đạt, rồi nó cũng tiếp sức với nhà nước. Sau hơn 30 năm lao động miệt mài, vợ chồng bà Dân có trong tay gần 6 hectare đất nuôi trồng thủy sản, kết hợp nuôi tôm công nghiệp, trồng rau màu, nuôi cá nước ngọt, thu nhập mỗi năm hơn 600 triệu đồng. Và điều đáng quý nhất là vợ chồng bà Dân đã nuôi 8 người con ăn học thành tài, có việc làm ổn định. Dù tuổi đã cao, nhưng người thương binh này vẫn hàng ngày cần mẫn chăm sóc vườn rau, ao cá, đàn vật nuôi. Không chỉ sản xuất giỏi, bà Dân còn luôn nhiệt tình tham gia công tác xã hội tại địa phương và chia sẻ giúp đỡ các thương binh bệnh binh, hội viên cựu chiến binh khó khăn cùng nhau vươn lên làm ăn, xây dựng cuộc sống. Ngay bây giờ thì cô cuộc sống cô ổn định rồi, không có còn thiếu thốn gì nữa, là không có thiếu nợ thiếu nần như ngày xưa. Ngày xưa thì bằng trước thiếu làm sao bị nuôi mấy nhỏ đó. Đối với tinh thần nghị lực của các cái đối tượng gia đình chính sách thì tích cực để tham gia phát triển kinh tế của hộ gia đình, thì cũng trên tinh thần thương binh tuy tàn nhưng mà không phế, quyết tâm để phát triển kinh tế của hộ gia đình. Bằng nghị lực phi thường của người lính Cụ Hồ, những thương binh, cựu chiến binh trên địa bàn huyện Ngọc Hiển vẫn ra sức thi đua làm kinh tế giỏi, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương. Mỗi câu chuyện về tinh thần nghị lực và ý chí vươn lên của họ chính là những tấm gương sáng ngời để thế hệ hôm nay tiếp bước noi theo. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại trang địa phương huyện Ngọc Hiển kỳ này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.